Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay em Nhi sẽ nói cho mọi người biết mỗi buổi sáng thì em Nhi sẽ làm gì cho da mặt của mình. Đó. Thì đầu tiên thì là em Nhi sẽ sử dụng cái ống tế bào gốc này. Đó, để hôi lên da của mình. Ống tế bào gốc này á, là ống tế bào gốc sinh học. Nó giúp cho da chúng ta căng bóng nè, mịn màng nè. Rất là khi mọi người hôi lên á, một đêm mọi người ngủ tới sáng á, là sẽ có cảm giác nó khác liền đó. Chúng ta sẽ thoa cái ống tế bào gốc này lên đó. Chị em mình nó nhớ massage kỹ cái vùng này nè, cái vùng mắt. Tại vì vùng mắt chúng ta là hay bị nhăn á, bị vết chân chim á, đó. Sau khi chúng ta thoa một lớp tế bào gốc này lên thì mọi người để cho em là khoảng 1 tới 2 giây để mà cho những cái lớp tế bào gốc này nó thẩm thấu vô cái làn da của mình. Xong sau đó thì thay vì á, thường thường á là sẽ thoa kem trước xong rồi thoa chống nắng, nhưng mà do cái huyết yến này á, là nó là dạng như là sệt sệt cô đặc á mọi người, không phải đặc lắm đâu nhưng mà nó dạng sệt sệt á, cho nên á em sẽ thoa cái chống nắng này trước nha, cái chống nắng của Kabiwa luôn. Em xài nè, em xài sắp hết rồi đó. Thì em nên khuyên chân thành với các chị nào mà bị không bị hoặc bị nám tàn nhang ha, mụn ha, nói chung là những thì ban đêm chúng ta dưỡng da rất là kỹ đúng không, chúng ta skin care rất là kỹ luôn, rất là kỹ luôn, thì ban ngày các chị cũng không nên bỏ qua cái lớp chống nắng. Tại vì lớp chống nắng là nó rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta bảo vệ tia UV của ánh nắng mặt trời nè, để làn da chúng ta không bị sạm nám tàn nhang. Và những chị nào mà bị sạm nám tàn nhang thì sẽ giúp cho da chúng ta không bị nhiều hơn nữa nha, nó sẽ bảo vệ làn da của chúng mình một cách cực kỳ hiệu quả luôn. Cho nên á là mọi người buổi sáng ban ngày, nói thẳng ra ban ngày là phải dùng kem chống nắng. Để dùng kem chống nắng cho em nha, không dùng kem chống nắng á, là coi như là bỏ phí cái làn da của mình đó. Nhưng mà thấy không, sau khi mà em thoa một lớp kem chống nắng á, thì nó có cái độ bóng á, rất là được luôn, rất là đẹp. Cái độ bóng của nó mọi người mới cúp được luôn, để lên những chị em đi làm văn phòng đồ này kia đó. Thì mọi người nên coi cái thành phần trên kem chống nắng của mình là nó, người ta sẽ có ghi là gì, SPF 50 cộng hoặc là SPF 70 cộng. Thì chúng ta nên thoa một buổi sáng á, là một lần, xong rồi chiều chiều khoảng 2-3 giờ á, nó xuyên chúng ta thoa nhẹ một lớp nữa để cho bảo vệ cái làn da của mình suốt cả ngày luôn. Xong sau khi mà thoa cái kem chống nắng rồi thì em Nhi sẽ thoa cái huyết yến này lên. Huyết yến này là huyết yến trị nám nha mọi người. Huyết yến trị nám này á, là nó có thành phần giúp làm trắng da nè, mịn da nè, trị nám tàn nhang, đòi mờ trên da. Đó, này em cũng đang xài. Nhưng mà em nói một điều cho mấy chị nghe nè, những chị nào á, mà bị tàn nhang á, giống em nè, da em cũng tàn nhang nha, thì á, mình chỉ xài nó chỉ mờ thôi. Tại vì tàn nhang là trong máu mình đi ra đó mọi người, không thể nào mà xài hết được hết á. Mọi người muốn xài hết á, chỉ có giờ đi lọc máu thôi, em nói thiệt luôn. Giờ chỉ có đi lọc máu thôi, nó mới hết nổi. Lọc máu mà hai cái máu nào mà lựa lựa cái máu nào mà đẹp đẹp, chứ nó không thể nào mà hết nổi hết. Đó, sau khi chúng ta thoa lên thì chúng ta sẽ giữ được, mọi người thấy không, cái lớp căng bóng trên làn da của mình nó rất là căng bóng luôn đó. Này mụn nè, khi mọi người mua một hũ kem huyết yến này thì mọi người sẽ được tặng một cái hũ ống tế bào gốc như thế này đó. Và em như sẽ tặng thêm cho mọi người một cây son nữa, nhưng mà cây son á thì em đang đánh là màu hồng đất đó, sẽ được tặng như thế này đó, thấy không? Mua một được ba rất là lợi luôn.